mừng các bạn đã đến với kênh Tu Lì TV. Mấy hôm nữa Tu Lì mới được trở đi mua đồ chơi. Trong khi chờ đợi thì Tu Lì sẽ giới thiệu lại các bạn bài từng bộ siêu tập siêu nhân của Tu Lì. Đầu tiên Tu Lì sẽ giới thiệu là siêu nhân giao, bộ siêu tập siêu nhân giao. Đây các bạn thấy rồi đó, đây là Giao King. Đây là chim giao đỏ các bạn hay gặp. Đây là anh Giao King. Rất chắc chắn nha. Giao King cầm song kiếm luôn. Chú sư tử của anh Giao đỏ nè. Giờ mình để sang một bên. Tiếp tục một bao ra luôn. Con chim phượng hoàng đã bị gãy. Để xem một bên. Ơi, cái đầu của Giao King sao rụng ra rồi. Để quỳ gắn nó lại. Mà Giao King đã bị mất cái con trâu rồi. Để quỳ kiếm con trâu, quỳ gắn lại. Đây là cái siêu nhân cá mập nè. Cá mập trắng, cá mập xanh dương. Của anh siêu nhân xanh dương. Đây là phượng hoàng đã bị gãy cánh. Đây cô lại kiếm cánh gắn lại. Tiếp theo nha. Anh Giao đen nè. Đó. Chân của phượng hoàng. Cô lại sẽ đắp lại từng món hết. Búa của anh xiên đen. Còn đây là anh Giao cá sấu. Giao cá sấu lại nhỏ. Đây là con sói của anh sói bạc. Thêm một anh Giao King nữa. Tôi lại đánh hai anh Giao King là Giao King Công á. Giao Thủy. Thêm một anh Giao Thủy nữa. Tôi lại xem bài ra hết. Tôi lại ráp lại. Đây. Siêu nhân này. Đầu siêu nhân hưu. Siêu nhân hưu. Thêm một chú hưu nữa. Đây là đuôi cá sấu. Cũng là cây kiếm của anh sói bạc. Đây con trâu. Con trâu của, để cô Lì gắn con này lại. Để xem coi cô Lì còn thiếu xiên dao gì nha. Hay à, cứng quá. Mất cái tay rồi, kiếm một cái tay nữa mới đủ. Là một anh Giao King đã có đủ nhân rồi. Mượn đỡ con nai nha. Mượn đỡ con nai gắn làm cái chân nha. Làm cái tay chứ không liền nhầm. Ây, gắn không được. Thì là mượn không được rồi. Này, mình phải kiếm con khác gắn vô thôi. Cá mập, đúng rồi, cá mập miếng xanh. Thì là cá mập đáng được. Đứng vào trong. Con nào ráp xong rồi cô Lì sẽ cho nó vào trong. Tiếp đến cái chân bị gãy. Ủa, chân bị gãy của anh siêu nhân nào. Đây, thêm một chân nữa. Hay da, rớt rồi. Giao King này lại. Cái đầu nó mất tiêu rồi. Con này sẽ gắn lại. Bộ sưu tập siêu nhân giao. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Tu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất. Cái đầu của tôi đâu? Đầu tôi đi nè. Bị rớt ra, cái đầu rớt ra rồi. Hai con gấu. Gấu trắng và gấu đen. Xong rồi, đi vô trong đứng. Đó, các bạn thấy rõ không?
đầu rớt tùm lum hết á, sắp xếp lại còn để chiến đấu với lại tụi siêu nhân Superman và Batman nữa chứ. Đó, ngầu rớt. Gắn cái tay vào cái sừng chứ. Ngầu rớt. Siêu tập siêu nhân Giao của cô Lì.
Vâng, tôi tập siêu nhân gao của cô Ly. Bye bye. Và chúng ta tới nơi rồi nè. Thích quá, đẹp quá. Tới nơi rồi, giờ phải làm sao đây anh? Có hai tên bảo vệ kìa. Đây là những mẫu. Bây giờ anh em mỗi thằng quýnh một thằng. Xong chúng ta cùng vào lấy bảo vật đó. Bảo vật đó kìa. Mickey Mouse bọc bảo thân á. Nhạc bọc lấy nha nè. Rồi té ra. Rồi, chúng ta cùng nhau lấy cái này thôi. Bảo vật gì đây? Lego hả? Tiền ra. Bây giờ cô này tiếp tục lại đắm cái này. Trời ơi, chưa quá bự quá. Tiếp lại yên chen luôn mà đứng trong vậy luôn. Rất là lợi hại. Thôi, thằng này kiếm em. Đưa xe tới, kéo về, xong lại tuần thôi. Thằng hút đâu? Hút đâu? Nè, đây có bạn hướng dẫn nè. Rồi, có hướng dẫn được đâu. Dạ, có em. Đưa xe kéo vô, kéo về đó. Rồi, xong rồi, cô này kéo hiểu tới siêu nhân nha. Sẽ làm những video không tay ở trong đây, chỉ riêng về Doraemon thôi.